Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại một xỉu tủ du linh quý chú anh chị ơi. Thì có thể thấy là bên trong có rất là nhiều khán giả vừa mới đến quý chú anh chị nè. Hôm nay là ngày thứ sáu gần cuối tuần rồi mà bà con cô bác cũng đến rất là đông luôn ha quý chú anh chị. Một số bà con đây. Con không biết đến từ đâu đây, đi lờ đẳng hỏi thăm thôi. Đi đám tiệc rồi sẵn dĩ phọn luôn. Dạ. Chào chú. Dạ. Đi đám là qua luôn vậy nè. Dạ. Không phải cần thôi luôn nè thấy không? Dạ. Bà con đi đám xong rồi bà con ghé quý chú chị ơi, bà quý luôn heo quý chú chị. Hôm nay chưa nắng mà bà con đến rất là đông luôn quý chú chị ơi. Rồi sau này nữa nè quý chú chị. Con chào chú. Người nhà mình đến từ đâu chú? Bình Phước. Bình Phước mình ha. Gần chỗ vụ 6 người không chú? Vòng cái đó luôn hả? Gần cách đó mấy 50 cây. Dạ. Lộc Ninh ở đó là Trân Thành. Dạ dạ. Hôm nay là cô chú rồi đi đâu viếng hay là? Cũng đi công việc rồi sẵn là viếng luôn. Dạ dạ. Thăm các nghệ sĩ. Dạ thăm các nghệ sĩ ha. Dạ. Dạ dạ. Ở mấy cô chú đang thắp hương quý chú anh chị. Dạ. Không phải qua cương cô đá xà cừ. Dạ là đúng rồi. Đây là đây là đá xà cừ nó uy. Dạ, dạ. Duy Minh Vlog chú. Duy Minh. Dạ. Dạ. Rồi gặp em rồi. Duy Minh Vlog. Dạ. Anh đi lần hai lần ha. Mình Vlog. Dạ dạ. Rồi lên anh lên coi là có tiền. Dạ dạ. Em Duy Minh Vlog. Chú có hay thường xem kênh con không chú? Hả? Chú có hay thường xem kênh con không? Có. Có hả? Dạ. À, mấy cô với mấy chị. Cái này chừng nào mới lên? Dạ tí xíu nữa lên chú. Khoảng nửa tiếng tí. Dạ. Chú có vô đây. Dạ. Vũ Linh Vũ Linh chôn xong chắc cũng mấy ngày á. Dạ. À, chú vô lên đây rồi ha. Ờ đó là nói đó là vô đông kia. À. Về là chú mở lên có liền. Dạ. Điện cho nhỏ em. Dạ. Em mở lên. Dạ. Duy Minh. Duy Minh dạ. Lắm. Đúng rồi. Ha ông lao mỗi ngày lắm. Dạ. Thương không? 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 Thương không?
và con đang ngắm ảnh của chú quá kỹ luôn á. Dạ đúng rồi cô. Lấy hình này đi. Dạ. Tới mấy giờ? Chút xíu là có. Chút xíu nữa có. Mình mở vô tính rồi là cái này có là khoảng mấy giờ? Chừng 15-20 phút dạ. Sau là có. Cái này có để giờ, để ngày, để giờ luôn đó mà. Thấy để trên hình á. Dạ. Để ngày, để giờ. Vậy chút để ngày, để giờ cho mọi người biết nè. Bác lên nó nhảy, tội chơi con đi nhảy bên nào á. Bà con cô bác đang hỏi thăm kênh của các anh em ha, quý chú anh chị. Dân ca nổi tiếng mà. Dạ. Cô thấy chú mắc như vậy rồi tội quá hả cô? Người ta khóc ghê dạ. Khóc ở nhà khóc. Cô thấy tiếc không cô? Tiếc chứ, trời ơi. Để nổi tiếng mà. Cô thấy chú là một người như thế nào cô? Hả? Cô thấy chú là một người như thế nào cô? Hoàn hảo. Dạ. Dạ. Có tâm. Dạ. Hiền. Hiền rất nhiều. Dạ. À, ông chết là hả cả nước Việt Nam rinh luôn á. Dạ. Thương ông hiền hậu có tâm có đức. Dạ. Tôi có xem những cái bộ tường nghe có hoài chứ, có hoài có ngày đóng coi hết. Dạ. Thấy lên YouTube nè, chị YouTube mình đăng lên, tôi là cái hình đó ngày đóng coi. Cô là cũng ở Long An luôn hay sao cô? Hả? Cô cũng ở Long An luôn ha. À, Long An hết. Sẵn ghé hả anh Lâm anh ở đây nè. Dạ. Có vợ ở đây nè, anh dắt đi. Dạ. Sẵn đi không quen. Dạ. 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 Mình đi xe 7 chỗ hả cô? Dạ. 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 Ngoài đời á. Dạ. Không thấy luôn hả? Dạ. 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 Ông già cho tiền á. Cho tiền cái ăn sáng là đâu ăn đâu nhịn đó cái là cái tháng thôi chú Chu Linh về là đi coi. Dạ. Suốt luôn. Hát 6 đêm đi vũ 6 đêm. Dạ. Quý quá ha cô. Hát 6 đêm là chú hát 6 đêm luôn hả? Ừ, có khi hả, yêu cầu á. Chú hát thường thường là 4 đêm thôi. Mà quý khách yêu cầu á, 2 đêm, ở lại 2 đêm nữa là 6 đêm. Ồ, oh, quý dữ ha. Hát thì đủ 6 đêm luôn. Ồ, oh, chú Linh về là ra đi. Là nhà nguyên một cái khu gì đó, ở shop vậy là đi hết luôn á. Đó là khán giả mình yêu cầu ha cô? Cô đi lúc đó là nam nữ gái trai già trẻ gì đó. Lúc đó cô có... lúc đó mình mới có 19-20 tuổi vậy. 19-20 tuổi ha. Hôm nay 57 rồi. À. Lúc đó cô mua một vé là bao nhiêu cô? Vé hình như là 20 mấy ngàn, hình như 20-30 ngàn vậy chứ. Vì một vé hồi đó gì tới 20 mấy ngàn với cô? Ờ đó mình nhớ là mày mại vậy đó. Hay là mình mấy về quên rồi không nhớ. Mình nhớ bản đó đó. À, tiền hồi đó nói chung là hồi đó là ông già cho tiền cái tháng 10 ngàn, 15 ngàn, 20 ngàn gì đó là cứ để dành cái chờ cái tháng về đi. À, hồi đó Vũ Linh là nhiều nhất, cái Vũ Linh là cứ đâu lâu cái về, đâu lâu cái về. Có cô Hồng Nhung á là em của chú đó. Dạ. À, cũng có về nữa là về là mê lắm, đi hô là đi vậy. Cô đi vậy rồi cô còn tiền xài không cô? Đó là ông già cho nhiêu là cứ để dành mà nhịn đói không ăn. Không dạ. Ăn sáng
cứ để dành vậy đó, cái gom 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 như bỏ heo vậy đó, cái hồ gánh hát về đó đi. Mà đợt nào mà hồ có chú Linh, chúng chú Linh về là đi. Dạ. À, mời lắm. Chú Linh. Chừng nào? À, chừng nào mà đó, chú mà giờ gặp đi là lúc đó là cô hết tiền luôn đúng không con? Có cô là bán đồ bông, bán đồ bông luôn, đừng đi luôn đó. Trời ơi, thiệt tình luôn. Đó, tình cảm. Hôm mà cái chỗ mà qua trang á, cái mình lại mình lén mình coi thôi vậy đó, mới lắm. Kiểu như đâu đó còn nít à. Dạ. Vậy 18, 19 tuổi là lớn rồi cô. Lớn lắm lúc đó. Ờ hả? Ờ, kiểu mình không có được lanh lẹ. Lúc đó có người yêu chưa cô? Lúc đó hả? Có người yêu nó không có, mình hình thế này không có, không phải là mình nó giống. Nhưng mà ví dụ mà cũng chút chút. Phải lúc đó có người yêu là dắt người yêu đi, người yêu bao rồi cô. Không, phải nhớ sớm vậy vui lắm. Có sớm thì coi hát được người bao mà. Đi rồi là ngủ nhau đi nữa. Dạ. Cô chia sẻ là nhiệt tình luôn á cô. Ừ. Chút xíu là mình mong cái chuyện đời tư của cô ra về cái chồng cô nghe được một cái là chuyện này là chồng vô tư. Vô tư hả? Khỏi gì cho nhà, khỏi gì, khỏi cho về nhà luôn à. Ủa mấy cô đi con thấy là hình như là nữ nhiều hơn nam nghe cô. Nữ nhiều hơn đó. Dạ. Nam về hết mà. Anh em đi ra nè. Dạ vậy hả? Ờ, mấy ông nam mà đi riêng nữa ha, đi qua bên kia ha. Đi vòng xung quanh hết là quý chú vậy. Dạ lại thăm cô Thanh Kim Bội. Thanh Kim Bội đây nè cô. Đây nè, sát bên đây luôn nè cô. Thăm thăm hết luôn. Thăm hết luôn ha cô. Quá quý rồi bà con ơi. Diệp Lan ở đây. Chú Diệp Lan không có đây, chú Diệp Lan ở bên Mỹ á cô. Dạ. Có đây đâu. Dạ. Đây là cô Thanh Kim Huệ quý chú vậy đó, bà con quá quý luôn. Đó, buổi chiều này mới nói với chú là nó buồn quá giờ khán giả đến liên tiếp quý chú vậy. Mà đặc biệt khán giả đến đây hình như là ai cũng là đợi ngắm hình của chú rất là lâu luôn. Tại vì những cái tấm hình mà ảnh á, đây là những cái tấm ảnh mà trên mộ của chú thì nó có một cái điểm rất là đặc biệt của chú vậy. Cái bà ở trước á thì cái sắc thái của chú rất là hiền, phúc hậu. Nó của chú vậy nè. Còn ở sau á của chú vậy. Ở sau tấm hình thể hiện một cái phong cách trong một cái nhân vật rất là uy nghiêm ha. Dạ. Trời, nó còn phải chụp ha. Trời ơi, khán giả nào đến đây cũng chụp hết trơn á chị. Ha, nó không chụp chi, nó sợ. Có gì đâu sợ, trời ơi. Sợ nên. Không có nên gì hết trơn á chị, không sao gì hết. Vậy chứ em quay mỗi ngày luôn rồi, có sao đâu. Em quay mỗi ngày luôn. Dạ, mỗi ngày luôn chị. Mình chụp với hình tượng của chú mà. Không nên, cái đó là dị đoan chị ơi. Đó, cái đó là mình dị đoan thôi. Chứ mình chụp biết bao nhiêu rồi. 4 tháng mấy chờ rồi, khán giả nào cũng lại đi chụp hết. 4 tháng mấy rồi. Dạ, 139 ngày hả ta? 139 ngày hay gì đó. Mình nhớ không chính xác nữa. Đó, quý chú vậy. Đó, còn bé mèo làm gì hả bé mèo? Sắp hôn cho chú hả? Ồ, bé mèo sắp hôn cho chú nè, quý chú vậy. Trời ơi, giỏi quá, giỏi luôn rồi, mèo giỏi quá. Ồ, sắp hôn 4 tay. Ồ, đó. Trời ơi, con gái mà giỏi kìa, quý chú vậy. Đó, bên kia nè, bà con bác đang đi ra xe rồi kìa. Giỏi quá, để chút xíu, để chiêu chú đưa tiễn bà con đi ra xe ha. Rồi chút xíu phỏng vấn con, tí xíu nha. Rồi, cắm đi. Cắm cho chú luôn đi. Đó, quý chú vậy. Giỏi rồi không? Bà con thì đi qua bên kia quý chú vậy. Đó. Rồi cắm cho ai nữa? Hai cây hả? Đó, cắm cho cô. Đó, quý chú vậy.
Trời ơi, giỏi với tờ bé mèo nè quý anh chị. Giỏi quá. Đây. Rồi, cắm trai nữa. Trai. Sao ở gần đây không không cắm mà cắm chú Thanh Sang hả? Ôi. Ôi. Chú Thanh Sang, chú Thanh Sang hả? Ồ, bà con đến nữa nè quý chú vậy. Đây nè. À. Đó, bà con đến. Hả? Dạ không phải là Di Minh. Dạ, dạ. Chào chị. Chào bà con. Ồ. Gì hả? Mắc cỡ hả chị? Dạ. Bà con mình mắc cỡ ha quý vị. Mắc cỡ quay xa xa ha. Đó, à, bà con mình chắc đến từ Tây Ninh quá. Đó. À. À. Tới liên tiếp luôn quý cô chú anh chị ơi, ba đoàn xe liên tiếp luôn. Ba đoàn xe liên tiếp luôn ha. Cô này à, mấy chị này. À. Sao? Chắc mấy chị rất đạo cao đài quá. À, mặc áo trắng là biết rồi. Mẹ Di Minh cũng đạo cao đài đó. Hết hồn. Chị với còn trẻ mà. Không phải. Đợi vô nè. Vô đi. Đừng con à. Chị. Ba chị gái đẹp đẹp không ha? Để cho chú làm con chuyện ha. Được đấy. Đó. Khán giả đến liên tiếp luôn ha, sớm giờ luôn á. Hình như là trưa hơi nắng bà con ít đến ha. À. Đến vào lúc là sới sới đầu giờ chiều. À. Hơi mát lợi thì bà con đến. Chiều mát. Ừ, thắp cho cô thanh hương huệ. Chắc là vậy. Đã qua Thanh Sa, qua cũng chú Thanh Sang ha. Cháu Thanh Sang. Ôi ơi. Cháu hả? Dạ. Cháu quê ruột hả sao chị? Cháu bà con anh ơi. Bà con hả? Ồ. Cháu bà con của chú Thanh Sang á. Tại vì chú Thanh Sang cũng có bà con ở Mỹ Phước 1. Chị có biết không chị? Dạ. Chú Thanh Sang cũng có bà con của ở Mỹ Phước 1 mình nè. Dạ. À, không rành hả? Đó, chị đi qua bên chú Thanh Sang nè. Qua thắp cho chú Thanh Sang. Dạ, trời anh áo vàng chống vòng á, chị biết hết luôn á. Chú làm xin biết chú bụng chà bá thôi. Chú có ái rồi đó. Ái gì? 3 tháng rồi. 3 tháng hả? Bụng chú 3 tháng rồi. Bé hả? Ừ, anh bé. Trời, thôi giờ chú lại con luôn á. Con đi né né chú một cái vậy chứ. Ông Năm luôn hả? Thiệt ha. Ủa sao mà anh nói vàng biết người ta? Gì hả? Sợ không? Ủa bên trong bà con cũng quá trời kìa anh. Ừ. Con đi là biến đây quá trời luôn quý cô chú anh chị. Cái gì mình để ở dưới thôi mà để ở trên. Thôi con bỏ qua cho chú đùm thôi được không? Khó quá. Không được. Chú chưa giờ nói chú đẻ đẻ hoài con. Không được. Nhanh, đẻ đâu? Ở trên bụng hay là đẻ ở dưới? Hả? Ừ. Đẻ trên bụng hay là dưới? Buông ra cho cô đi kìa con. Hả? Dạ không, con không đóng quần đây, con đóng quần ngoài tí. buông ra. Cho mấy cô mấy chị. Chú Minh để ra
chú mình đã ở trên. Thôi khó quá, con bỏ qua cho chú cái đi, cho con tha cho chú đi. Trời ơi, trời ơi. Con ý để chú tác nghiệp cái con. Dạ. Ồ chị đó hả? Kìa chị néo anh kia đi. Quay bên đây cho né chị ra. Bà con ai đến đây cũng ngắm hình của chú hết. Hả? Sờ luôn đúng rồi. Lần này chị đi là lần thứ hai hả chị? Dạ. Lần đầu là chị đi vào cái thời điểm nào chị? Dạ, 99 ngày ạ. 99 ngày hả? Dạ. 99 ngày cũng hơi đông lắm nghe chị. Đông lắm. Dạ. Đông mà vô không được luôn. Dạ. Chụp hình cũng không được luôn. Dạ. Hôm nay mình đi cảm thấy nó thoải mái không chị? Dạ. Đến viếng mộ của chú lần này là mình cảm thấy sao chị? Nói chung là vui. Dạ. Tại vì từ ngày cậu mất á là ngày dạ. nào đi nào cũng coi cậu hát. Dạ. Coi là coi cái lương của chú ha. Dạ. Cho mấy cái tuồng mà của Dương Tiên á. Dạ. Hay ha. Ừ đúng rồi. À. Bữa nay ra. Ồ, nay ra nụ quá trời ơi cái gì ơi. Đúng rồi. Ồ ra nụ nhiều lắm nha. Chuẩn bị có nụ mới rồi quý chú chị. Đây chụp hình đây, đúng rồi. Hai đi rồi. Đó, chị sợ chụp hình hả? Ờ, xa xa đó cho bà con chụp hình đi. Đó, quý chị vậy ơi. Chắc là mấy chị ngại. Đó, mấy chị ngại ơi xuống vậy. Thôi chị ngại thì mấy anh em mình xa xa ra ha. Dạ. Vâng, quý cô chú anh chị ơi. Thì mấy chị cũng hơi ngại tí ha quý cô chú anh chị. Thì thôi Diêm Minh cũng xin kết thúc video tại đây luôn quý cô chú anh chị ơi. Thì video bà con cô bác xem có cái điều gì sơ sức mong bà con cô bác đóng góp những cái ý kiến bình luận cho Diêm Minh được biết và để là rút kinh nghiệm ha quý cô chú anh chị. Thì video đến đây Diêm Minh cũng chia sẻ khá là dài quý chú anh chị ơi. Diêm Minh xin chào bà con, hẹn bà con lên một cái video tiếp theo ha quý cô chú anh chị. Xin chào bà con.